xem rõ nè. Nó sử dụng càng bự nó giữ miếng thịt lại. Thịt này mình cho nó ăn thịt gà nha mọi người, thịt gà. Hồi chiều mình nấu canh gà đó, canh gà với rau gừng á, mình lấy miếng gà ra cho nó ăn. Thì gà này gà chín rồi chứ không phải gà sống ha. Đó. Mình thấy nó xé miếng gà đâu. Xé ra nó ăn gần miếng ít rồi cho nên là mọi người ít khi thấy miếng thịt nó vơi đi lắm, nhưng mà thật sự nó ăn rồi nó. Nó đút vô càng nhỏ nó. Ok. Xong nó ăn rồi. Còn kia thì nó kia nó uống nước. Rồi ok ha. Rồi tạm biệt các mọi người, gặp mọi người tiếp theo. Bye bye. Bye bye các mọi người nhá. Bye 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 bye.